Rồi khóc rồi đó. Té đụng đâu khóc rồi đó. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Mùa xuân hoa nở đẹp quá nè cô chú anh chị. Cái cây hoa này màu trắng hả mọi người? Không biết là cái này là hoa đào hay cherry gì Kim không biết nữa, nhưng mà nó nở đẹp quá chừng luôn. Ở dưới cái hồ này có tổ của con ngỗng nè cô chú anh chị. Kim thấy mọi người gọi là con thiên nga đó. Cứ năm nào mà Kim thấy đến mùa xuân là con thiên nga này nó cũng nằm ở đây, nó ấp trứng nè cô chú anh chị. Ít bữa là nó sẽ nở ra con đó. Hồi năm ngoái là Kim thấy nở ra hai con. Xong rồi không biết năm nay đang ấp mấy trứng hả mọi người. Phơi nắng ấm quá chừng. Mỗi lần mà thấy mỗi năm là nó đều có đẻ con hết. Nhưng mà Kim không biết là người ta đem những cái con thiên nga con nó đi đâu á cô chú anh chị. Đem đến chỗ khác á. Buổi chiều về nhà nè cô chú anh chị, thì Tony sẽ tranh thủ phụ Kim cắt cỏ vườn, xong rồi sẽ ráp cái nhà đồ chơi, cái nhà nhảy nhảy cho Chi đó cô chú anh chị. Tại vì ngày mai là Tony đi rồi, mà đi tới một tháng lận, thì phải tranh thủ ráp cho xong để cho Chi ở nhà nó chơi đó. Mùa này ấm rồi mọi người, chứ mà đi là Kim sẽ không có ráp được. Kim mua cái này là cái đèn năng lượng mặt trời nè cô chú. Buổi trưa trời nắng á, là nắng nó chiếu vô cái tấm gương này nè, là tối là nó sẽ có cái đèn sáng ra hai cái con mắt á. Cỏ này Tony mới cắt 2 tuần trước đó mọi người. 2 tuần trước khi mà Tony đi công tác là đã cắt rồi đó. Thì cái trời này nè, mùa nắng ấm á, cỏ nó lên cao nhanh lắm cô chú anh chị. Còn mùa đông á, mà lạnh á, là nó không có lên, nó không có dài, nó cứ nằm nó ngủ yên đó. Khi mà trời ấm là nó mọc lên nhanh lắm. Bây giờ ba Chi chuẩn bị ráp đồ chơi cho Chi nè cô chú anh chị. Hôm nay chủ nhật thì có hai anh của Chi đến chơi, nhưng mà chỉ đến buổi trưa thôi mọi người. Đến trưa là ở tới chiều là về rồi đó. Cũng 10 ngày rồi hai anh mới gặp lại ba ha. Thì gặp có một buổi vậy thôi đó. Rồi ngày mai là ba Chi lại đi thêm một tháng nữa rồi cô chú anh chị. Hai anh sẽ phụ ba ráp đồ chơi cho Chi nè cô chú. Cái nhà này nè, cái nhà mà nhảy nhảy đó, gọi là trampoline đó,
thì mấy bạn lớn tuổi cũng chơi được nữa, như mình người lớn cũng chơi được nữa cô chú anh chị. Nhưng người lớn thì mình chơi là một người thôi, tại vì chơi nhiều quá sợ nó nặng quá đó mọi người. Ba Chi đang ráp cái đồ trampoline cho Chi nè cô chú anh chị. Mà ngày hôm nay á, trời chuyển mưa đen thui luôn mọi người. Hôm nay không có được nắng nha, nhưng mà cũng ấm, mười mấy độ ấm chứ không có lạnh, nhưng mà trời đen thui à. Nhìn thấy nhanh như vậy nhưng mà ráp tới mấy tiếng mới xong lận đó cô chú anh chị. Sau mấy tiếng đồng hồ đã ráp xong rồi nè cô chú anh chị, bây giờ thì hết mưa rồi. Trời hôm nay cũng ấm đó, hai anh em đang chơi nè. Cái hoa cherry của Kim cứ cách một ngày là ra ngắm nè cô chú anh chị. Bữa nay nó nở quá trời nè, mới hai ngày trước nó vẫn còn nụ hả mọi người. Bây giờ nó đã nở rồi nè. Rồi khóc rồi đó, té đụng đau khóc rồi đó. Đó, thấy chưa, khóc rồi đó. Cái này cũng rất là nguy hiểm hả cô chú anh chị. Hai đứa mà nhảy chung một hồi có thể là sẽ bùm, sẽ đụng cái đầu đó. Chơi cẩn thận nha con nha. Nó thấy chưa, thấy chưa. Chơi cẩn thận đó, không có đụng vô đầu là té là đau lắm luôn á. Đó, mấy đứa trẻ em bên này nó thích chơi như vậy á cô chú anh chị. Đa số là thường là nhà nào mà có trẻ em là hay có cái này lắm. Có cái nhỏ hơn cũng có ha cô chú anh chị, có loại lớn hơn nữa. Nhưng mà cái này là vừa với Chi kìa nè. Chi nó chơi cái này tới nó lớn luôn nè mọi người. Mà năm ngoái là ba Chi đòi mua đó, nhưng mà Kim thấy nguy hiểm với lại Chi nó còn nhỏ, rồi không có mua. Rồi mà Chi nó thích chơi này nè, nó hay đòi đi chơi cái trampoline này nè. Mấy cái chỗ chơi mà dẫn một lần ba đứa con nít đi là cũng mấy chục bảng Anh đó mọi người. Cho nên là mình mua cái này luôn về nhà chơi. Cái này thì có 100+ bảng thôi, mà mình để mình xài được nhiều năm ha cô chú anh chị. Với lại bây giờ mùa hè nữa đó, cho mấy bé nó chơi. Đây cho cô chú anh chị xem cái hoa táo bữa nay nó cũng nở rồi mọi người ơi. Không biết mọi người ngắm hoa có chán không chứ tối ngày Kim cứ cho ngắm mấy cái hoa này ngắm hoài nè. Mà Kim ngắm hoài Kim không chán mọi người. Cứ ngày ra ngắm hoài vậy đó chứ. Sáng ra, trưa ra, chiều ra mà đi qua đi lại là cũng ngó, quay cái đầu lại ngó nữa đó. Cái cây này nhỏ xíu à, nó có bằng ngón tay cái của Kim thôi đó nè. Mà nó cái gốc có bằng ngón tay thôi đó. Mà nó có hoa nhiều thấy ghê chưa. Mấy cái chậu dâu tây nè, đã có hoa hết trơn rồi mọi người. Nhiều hoa lắm nè. Cái chậu mấy cái dâu này từ năm ngoái á, nó trái sai lắm. Nó cứ ra hết đợt bông này tới đợt bông kia đó cô chú anh chị. Đây nè, bây giờ ra bông nhiều lắm. Nó có trái 5-6 đợt gì hồi năm ngoái đó. Xong mùa đông Kim đem dẹp vô, xong hôm bữa mới đem ra nè. Hôm qua Kim mới tưới phân đó. Tưới phân cho nó có chất dinh dưỡng để cho nó trái to nè. Đây nè, cái cây này cũng vậy luôn, nó xanh thấy ghê luôn cô chú. Hôm bữa để trong cái nhà kính đó là nó khô queo à, cái lá nó héo hết trơn đó, mà đem ra cái nó tươi xanh lại luôn nè. Thấy tốt thấy ghê chưa, từ hồi năm ngoái đó mọi người. Bây giờ vô nhà Kim sẽ dọn dẹp nhà cửa. Nó cái nhà bếp quá trời, cái nhà bếp hồi sáng giờ đâu có dọn được đâu mọi người. Bây giờ sẽ dọn dẹp ở trong đây. Chiều nay thì không có nấu ăn mọi người. Chiều nay ba Chi muốn mua đồ ăn ở ngoài á. Cái gì con? Nó bà Chi á. Buổi chiều ba Chi đi mua rà rán về ăn nè cô chú anh chị. Thấy người Anh ông yêu bóng đá mà phải nói là cuồng luôn đó mọi người. Vừa ăn mà vừa ngồi xem bóng đá chứ không có đi vô cái phòng ăn mọi người. Trẻ em người lớn gì cũng rất là yêu thích bóng đá đó cô chú anh chị.
hai anh em đang nằm tâm sự nè cô chú. Em Chi em vẽ cái hình gì đó xong rồi lại cho anh xem nè, mà nói rủ rỉ từ hồi nãy giờ hai anh em á. Bây giờ cũng 7 giờ mấy tối rồi cô chú ơi, bên này thì bây giờ 8 giờ mấy rồi, 9 giờ trời mấy tối mọi người. Bây giờ thì đưa hai anh của Chi về nè cô chú anh chị. Gặp được nửa ngày như vậy đó là bây giờ phải chia tay rồi đó mọi người. Nguyên cái con đường này đầy hoa luôn nè mọi người. Hồi năm ngoái Kim đi ở đây rồi. Nhưng mà năm nay á không có dịp đi nữa cô chú anh chị. Tại vì Tony không có thời gian chở đi á, cho nên là hôm nay chỉ chở đi dạo một vòng ở cái đường này thôi. Để nhìn hoa xong là đi về đó cô chú anh chị. Chứ vài tuần nữa là nó sẽ rụng hết rồi đó. Bây giờ bắt đầu rụng rồi nè cô chú. Cánh hoa đã bay tả tơi rồi đó. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Sống ở trong đây thiệt là mê luôn á. Trời đỏ đen nữa kìa. Oh my god. Gì vậy chị? Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. It's 10 to 8, isn't it? What do you want to do?